Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa, con phải thằng Tâm đó không con? Ai, ai kêu tên tôi đó? À, đúng rồi, thằng Tâm, con của mẹ. Đúng, thằng Tâm, con của mẹ phải không con? Mẹ ơi, mẹ, con là thằng Tâm. Hả? Con trai của mẹ nè. Trời ơi, con ơi, 10 năm cách biệt, mẹ, mẹ nhớ con quá. Mẹ, dạ 10 năm rồi. 10 năm cách biệt con cũng nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Tâm ơi. Mẹ. Tâm ơi. Con ở lại với mẹ đi, đừng bỏ mẹ mà con ơi. Tâm ơi, Tâm ơi. Thôi. Ông đi rồi bà nội. Gì vậy? Mệt ghê. Thiệt á, lần nào á mà hồn nhập xác tôi á là tôi cũng bị mất vài năm tuổi thọ. À quên nữa, rồi ổng có nói gì hay không? Nó nói là chỉ có cô Chính Cơ mới là cứu được nó thôi à. Nó nói hồn của nó chưa có siêu thoát được. Cô ơi, cô Chính, cô làm ơn giúp tôi đi nha cô Chính. Nghe tôi nói nè, cái này á không phải là chuyện tiền bạc. Dạ. Nhưng mà thấy mẹ con bà âm dương cách trở đôi đường, tôi sẽ làm cho. Dạ. Nè, đây là những thứ lập đàn cầu siêu. Đặc biệt á, tiền cúng lễ 25 triệu. Hả? Gì mà tới 25 triệu? Tôi nhớ thường thường là có mấy trăm ngàn à. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Hả? Cái này á là làm cho con bà được siêu thoát, mà phải đi trả giá như bán hàng ngoài chợ, hàng tôm hàng cá làm sao? Trời ơi, tôi nói bà nghe nè, không phải là tôi lấy tiền cho tôi, mà tiền này là, đây nè, tôi xứng với đó là tôi phải hối lộ nè, đó, tôi phải hối lộ cho người dưới ngục, đầu trâu mặt ngựa nè, đó, rồi mấy đứa dạ quỷ dạ xoa dưới đó. Trời ơi, 25 triệu chưa chắc là đủ à. Mà thôi, nếu mà chê mắt quá, thì thôi, tôi không có ép. Dù sao á thì ổng cũng chết rồi. Có siêu thoát hay không á cũng đâu có dính dáng gì tới Chính Cơ này. Không, tôi lo được mà. Tôi lo tại vì sắp tới là ngày giỗ của nó. Tôi muốn ngày đó để cho nó phải yên lòng, để nó siêu thoát. Thấy không? Nha. Được rồi, tôi đồng ý. Thôi, thấy bà năn nỉ á cho nên tôi cũng siêu lòng. Dạ. Yeah. Ngày mai á tôi sẽ tới lập đàn cầu thử. Dạ. Yeah. Thiệt tình là tôi muốn được cứu nhân độ thế. Dạ. Yeah. Tiền bạc có là cái quái gì đâu, bà thấy không? Dạ, yeah. Dạ, tôi đội ơn, tôi cảm ơn cô Chính nhiều lắm. Dạ, yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Yeah. Thôi, bà về đi. Dạ. Yeah. Rồi có gì á, ngày mai, tôi qua, ha. Gì? Lại đây. Đi đâu vậy? Gì vậy? Đi. Cái gì? Trời. Đứng đây làm gì? Ông.
Làm gì rình mò trước cửa nhà ta đó? Kiếm ai? Thằng Phụng có nhà không? Kiếm Út Phụng nhà này có chuyện gì không? À, tôi với nó là bạn, lâu ngày không gặp cho nên tính rủ cà phê. Nó xạo mà không có căn cứ gì hết trơn. Út Phụng nhà này mà có bạn tốt rủ đúng cà phê chắc trời sập quá. Ờ à, thì thì sao? Nói cuối cùng là ông nợ tiền gì? Đá gà, bầu cua cá cợp hay là đánh bài? Đánh bài không có, bầu cua không có, mà là tiền banh. Thiếu tụi này có 1 triệu mấy à. Hay quá ha. Dạo này bị đặt chơi đá banh đá bêu nữa ha. Ha. Nếu mà thằng Phụng không có ở nhà thì thôi, sẵn gì trả cho nó luôn đi. Gì? Mắc mớ gì tới tôi? Thì chị là vợ của nó, chị trả đúng rồi. Trời, mắc cười không? Ai nợ người đó trả chứ, vợ chứ có phải ngân hàng đâu trả giùm. Nè nè nè, chị nói gì kỳ vậy? Sao? Nói vậy có gì đâu kỳ. Tôi nói cho mà biết nghe chưa, có giỏi á thì đi kiếm ổng mà đòi, thích á thì xử nó tại chỗ luôn. Chứ mà kêu tôi trả nợ á hả, còn lâu á. Là chị nói nha, nói với thằng Phụng khôn hồn mà giữ mạng nha, gặp đâu là xử đó. Xử cho nó chết luôn đi. Út Phụng ra đây biểu. May quá nó đi rồi. Cảm ơn vợ nhiều nghe. Làm gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Làm gì mà chúng chui chúng nhủi như con chó vậy? Không biết nhục hả? Nè nè nè, mày chửi ai chó đó? Tôi nói anh chó đó. Mày chó. Anh chó đó. Mày chó. Anh chó đó. Mày nói gì mà nói lại coi. Tôi nói anh là đồ chết tiệt. Gì? Đồ vô lương tâm. Mày mày chửi tao. Dám chửi hả? Chửi. Trời ơi, con đánh tôi hả? Trời ơi, đánh tôi hả? Mày dám đánh tao hả? Đánh tao hả? Buông ra. Hai đứa, cứu con. Hai đứa. Trời đất ơi, trời đất ơi. Mày bỏ ra. Mày làm cái gì vậy? Lối xóm người ta buông, người ta chạy tay ngoài cửa kìa. Không biết xấu hổ hả? Có sao không con? Hả? Có sao không? Mày đi luôn đi nha. Thôi thôi thôi. Rồi thôi được rồi, đi đi vô. Đi vô rồi mày lấy dầu mày thoa cho. Trời ơi, bây giờ ăn giả với tôi nữa nè trời. Đứng dậy đi. Thôi thôi đi vô. Thôi. Bụng hả? Mày hả? Thôi. Mày hả? Bụng hả? Mày thiệt. Mày cũng không có vừa gì á. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ vô đây. Con vô đây, vô đây. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Hả? Ngồi xuống đây. Chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì hả? Chuyện gì cũng tất cả là cô, mà mọi chuyện gì cũng do nơi cô hết. Ủa, sao sao mẹ nói gì con không hiểu gì hết vậy? Cô Chính cũng nói đúng lắm vậy đó. Tuổi của cô á là xung khắc với thằng Tâm suốt đời. Giờ tới khi nó chết rồi mà cũng không khỏi cái tuổi của cô nữa. Mẹ ơi, mẹ nói gì con không hiểu gì hết. Sao lại có chuyện cô Chính ở đây là sao vậy? Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu? Cô Chính cô đã gọi được hồn của thằng Tâm lên. Nó nói là hồn nó không siêu thoát được cũng vì cho nói cô. Nè, mấy cái thứ này là mấy cái thứ cầu siêu cho nó nè. Cô á, cô phải làm cho đủ, không có thiếu một cái món nào hết á. Cô liệu mà cô lo đi. Trời đất ơi, sao mà nhiều quá vậy? Sao mà tốn kém dữ vậy hả mẹ? Sao nhiều vậy mà nhiều? Cô sợ tới tiền. Cô để cho con tôi nó khổ cực đói rét ở dưới đó hả? Dạ. Dạ con không dám. Không dám hả? Không dám thì chuẩn bị đi. Hay là cô muốn con tôi chết theo con tôi? Dạ. Dạ con biết rồi. Thank you.
Đi con. Ủa anh, sao giờ không chuẩn bị đi mà còn ngồi đây? Ba mẹ con đi đâu mà diện đồ đẹp quá vậy? Hôm nay đi sinh nhật chị Quỳ mà ba. Chết cha, ba quên mất tiêu luôn á. Quên. Anh nó lúc nào cũng quên hết á. Em đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi mà cũng quên nữa. Xin lỗi em, tại công việc ở công ty nhiều quá. Anh á, làm quản đốc mà còn bận hơn giám đốc nữa. Thôi chờ anh chút nghe, anh thay đồ rồi đi liền. Nhanh nhanh nha ba. Ba biết rồi. Ngồi xuống đây. Dạ. Sắp tới ngày giỗ của ba con rồi, hai đứa nghỉ bán đi, ở nhà phụ cúng với nội không? Ủa, lấy gì mà cúng sớm vậy nội? Mà chuyện cúng kiến tụi con cũng đâu giúp được gì đâu. Các con không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần có mặt ở nhà để dự cái lễ cầu siêu cho ba là được rồi. Dạ. Còn cái thằng Ba Lân với Tư Huy á, chừng nào đến ngày giỗ thì kêu nó về cũng được. Mà tự nhiên năm nay mình làm lễ cầu siêu chi vậy nội? Vừa rồi á, nội nhờ cô Chính Cơ lên đồng gọi hồn ba con về. Cô nói là phải làm lễ thì ba con mới siêu thoát được. Trời đất ơi, nội. Trời ơi, thời buổi này mà nội còn tin vô ba cái chuyện mê tín dị đoan đó nữa hả? Nội nói gì? Lụa, không có hổn con. Vợ con nó nói đúng quá nội ơi. Ừ? Mấy cái trò mà lên đồng cội hồn á chỉ để lừa gạt mấy cái người nhẹ dạ thôi à. Đúng rồi. Hả? Ừ. Đó, cô coi á, cô dạy con cái vậy đó. Nó coi rẻ thần thánh như vậy mà có được không? Được, đúng là. Mẹ. Nội. Mẹ ơi. Hai đứa làm sao vậy? Ăn nói với bà nội vậy đó. Nói vậy mà nghe được đó hả? Hỗn hào vậy? Tụi con chỉ nói sự thật thôi mà. Mẹ biết. Nhưng mà các con có hiểu được cái cảm xúc của bà nội là như thế nào không? Hả? Bà nội chỉ có một mình ba là con trai duy nhất mà ba lại mất sớm. Bà nội buồn, bà nội nhớ. Phải hiểu điều đó chứ. Bây giờ mà làm bất cứ điều gì để cho bà nội khuây khỏa, mẹ sẵn sàng mẹ làm hết á. Nhưng mà con phản đối. Mặc dù là có thông cảm với nội cấp mấy đi nữa, nhưng mà mẹ cũng đừng chịu đựng kiểu đó. Nè, ăn nói cái kiểu gì vậy? Gì? Không đúng hả? Trời ơi, chứ em thấy, bây giờ anh coi nha. Suốt ngày bà nội cứ đem cái chuyện mà ba của mình mất sớm ra, rồi đây nghiến mẹ, rồi càng ngày càng khó khăn, khắc nghiệt với mẹ nữa. Mẹ cứ chịu đựng vậy hoài à, đâu có được, em không có chịu vậy đâu. Im đi, nó hoài. Hai đứa, ăn cơm đi, không bàn chuyện này nữa. Cái chuyện của bà nội với mẹ, các con không hiểu đâu. Ăn cơm đi. Nói hay quá. Gì nữa? Em gì? Nói ăn nghe không? Ăn đi. Con mời nói ăn cháo. Coi bộ cháo này ngon hơn cháo hành của thị nở ngang nội. Con đút nồi ăn ngang. Nội. Không lẽ Phụng mua cháo cho nội nó không ăn sao? Ăn nha nội. Mày cũng biết mua cháo cho nội nữa nè. Tất nhiên rồi, chỉ cần nội tha lỗi cho tụi con á, là cái gì con cũng làm hết á, nghe nội. Vậy hả? Ngon không nội? Thiệt là trong mấy đứa cháu chỉ có mình con là có hiếu với nội thôi à. Còn phải hỏi nữa, cho nên nội mới thương con nhất nhà, đúng không? Chứ gì nữa. Ngon, ngon quá. Là chuyện gì nữa đây? Thì nữa con có tức không? Cái con vợ chết bầm của con đó, giữa ngoài chợ vậy á mà nó chửi con là đồ ăn hại, hỏi ai mà không tức nội? Tại sao mà nó dám như vậy hả? Nó là vợ mà nó dám vậy?
là con làm gì cho nó chửi chứ gì? Trời ơi, đâu có đâu nội. Con chỉ thiếu nợ thằng bạn con có 1 triệu à. Con nhờ nó trả giùm, nó không trả nó chửi con. Mà con mượn tiền làm cái gì? Thì con làm ăn chứ làm gì nội. Ừ. Nội coi, con bây giờ vậy nè, không lẽ cứ bán phụ suốt ngày ngoài chợ sao? Đúng không nội? Ừ, đúng rồi. Con là một thằng con trai, không lẽ cứ theo bám vái vợ hoài ha? Dạ. Nội, nội cho tiền con trả nợ nha nội. Nha nội, con năn nỉ nội mà. Ăn nữa. Không lẽ bây giờ nội để cho cháu trai của nội bị người ta chửi hoài hay sao ha? Thì đó. Ăn. Xong chưa nội? Ừ, từ từ. Lẹ đi nội. Ăn. Thiệt tình cái tôi cháu của con mắc quá. 1 triệu đồng lận đó nha. Dạ, con biết nội thương con nhất nhà mà. Cảm ơn nội nha. Nè. Dạ. Gì nội? Mà con á, là con trai, con phải mạnh mẽ lên. Hả? Đừng để cho nó khi mình, nghe chưa? Nội kia yên tâm đi. Nó mà dám chửi con 1 lần nữa hả, con đánh bà má nó nhìn nó không ra luôn. Nè. 1 tô cháo 1 triệu đồng mà mày lấy đi luôn à? Không để cho tao ăn miếng nào hết. Giờ nó đói bụng lại rồi. Trời ơi. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Có ai nghĩ 1 tô cháo 1 triệu không? Hay quá ha. Có bà nội bảo kê rồi, cho nên đâu có sợ là không có tiền trả nợ đúng không? Ê, số này là số hưởng mà. Chỉ có nội á khờ dại dễ tin người nên mới bị anh dụ thôi, anh biết chưa? Nè, có giỏi thì qua bển dụ thử coi. Đi đâu hả? Giờ này đi đâu hả? Dạ. Cái gì? Không đi đâu hết á. Mai sao dậy dọn hàng sớm? Ở nhà cái gì, nhà. Cái gì? Ngày mai nghỉ. Không nghe bà nội nói hả? Nói sao? Ngày mai bà chính qua cầu siêu cho ông già biết không? Ủa, cũng làm nữa hả? Chứ sao? Ở nhà này ý nội là ý trời. Có biết chưa hả? Hả? Già, đi luôn đi. Tối nay đừng về nữa nghe chưa? Bực mình hết sức rồi. Bỏ người ta ở nhà một mình vậy đó. Ủa mà nội vẫn muốn làm hả ta? Thôi được rồi. Nếu mà nội muốn á, thì con chiều. Để ngày mai coi nội với bà chính cơ có mừng được không cho biết. Cảm ơn các anh chị đã đến dự buổi sinh nhật của Quyền ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy em? Anh nói đi, anh có còn coi tôi là vợ của anh không? Em nói gì vậy? Tại sao anh thất nghiệp mà không nói cho tôi biết? Nếu như mọi người không nói thì tôi cũng không biết luôn. Không, thực ra anh vẫn còn đang làm việc mà. Là sao? Công ty phá sản rồi mà. Nhưng bây giờ anh cùng với giám đốc còn giải quyết một số việc. Như vậy đâu phải gọi là thất nghiệp đâu.
Rồi họ trả cho anh bao nhiêu tiền? Có nhiều hơn lúc trước không? Công ty phá sản rồi, lấy tiền đâu ra mà trả? Hiện giờ anh vẫn còn đang bị nợ lương mà. Anh đúng là bị điên. Người ta đã nợ lương anh mà anh còn làm chi nữa hả? Thì chị vô đây, em giới thiệu cho chị mấy người bạn làm quen. Thôi đi, bây giờ chị không có hứng. Không có hứng á thì cũng phải đi. Họ toàn là tổng giám đốc công ty lớn không. Nhưng mà chị đừng có lo, mấy ảnh là bạn của chồng em không hả? Ông coi vậy mà sướng. Giờ thất nghiệp thì ở không dài dài cho vợ nuôi. Thôi kệ ông đi. Đi. Bánh này như từng làm, hy vọng nó sẽ giúp bác sĩ thêm sức lực khi làm việc. Cảm ơn bác sĩ. Như mình la 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 la. Ủa đó bà, ba của tôi thật là một người tốt có đúng không? Nhưng mà người tốt không sống lâu được. Lúc tôi chưa kịp cho ba trông thấy hình dáng tôi trở thành công chúa thì ba đã lên thiên đàng rồi. Tôi đang chờ người hoàng tử đó sẽ được sự tầm thường của tôi. Mày đến hạch trước. Thiên linh linh, địa linh linh. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ông về rồi đó, ông về rồi đó, ông về rồi. Mẹ ơi, con lại về với mẹ nè. Trời ơi, con hả? Con là ai? Con là Tâm,
con của mẹ nè. Con của mẹ? Con của mẹ vậy hả? Con nhờ bà chính cơ làm phép nên con mới lên gặp mẹ nè. Tâm, Tâm con ơi, Tâm nó đã về với mẹ rồi con ơi. Con Bình ơi, con Bình ơi, con ơi. Mẹ mà làm đúng như lời của con, như cô chính cô dặn đó. Mẹ làm đủ hết luôn rồi. À đúng rồi, tôi đó, tôi. Mẹ đã làm theo cô chính dặn đó, đầy đủ hết con ơi, không có thiếu món gì hết á. Không cần nữa đâu. Bây giờ ở dưới đây đi lại khó khăn lắm, kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Con mà bị phát hiện lén lên trần gian là bị phạt nặng lắm. Vậy sao? Bình ơi, con ơi, Bình trời ơi. Nên mẹ thương con, có lòng là đủ rồi. Đừng cúng kiến tốn kém lắm. Dạ con, mẹ ơi, tội nghiệp con quá à, con ơi. Con ơi. Đừng lo cho con nữa. Đừng cúng kiến gì hết nữa nghe chưa mẹ. Con ơi, Bình ơi. Bình ơi. Bình ơi. Má con xỉu, vợ con xỉu rồi kìa. Con ơi, lúa. Con Phụng ơi, con. Dạ Phụng dạ. Đợi nó vô phòng đi con. Đỡ nó vô. Đợi nó vô phòng đi. Sao không con? Con ơi, trời ơi, lúa ơi, có sao không con? Sao vậy con? Mẹ ơi, Tâm ơi, là Tâm ơi, con bỏ mẹ con đi vậy sao con ơi? Cô Chính ơi, bây giờ Tâm nó nói vậy, giờ mình tính sao hả cô Chính? Còn sao nữa? Bà nghe con bà nói rồi, bây giờ bà còn kêu tôi tính làm sao là làm sao? Dạ, chồng con nói là không cần cúng kiến thì mình nghe lời ảnh thôi mẹ. Thôi cô im đi. Tôi muốn con tôi được sung sướng. Dạ. Được an nhàn. Đúng. Chứ không phải mà khổ sở ở dưới đó hoài được. Dạ. Cô Chính, cô nhất định làm cách nào để cô cứu con tôi nha cô Chính. Có thì cũng có. Nhưng mà... Sao? Con trai của bà đã nói như vậy rồi. Muốn giúp cho ông ấy một chút hương quả thì chỉ còn có một cách, là đích thân tôi xuống dưới âm phủ. Hả? Cô làm được hả? À, tất nhiên rồi. Nè, cô Chính hả? Cô tinh thông biết bao nhiêu là phép thuật, đối với cổ không có gì khó hết á. Ê, hả? Khó sao? Khó chứ sao không khó. Lỡ như mà tôi xuống dưới âm phủ á, rồi ông Diêm Vương ổng thấy nhan sắc của tôi đẹp quá, ông bắt tôi làm tỳ thiếp, rồi tôi ở dưới luôn hả bà? Hả? Đối với cô tài phép quá trời quá đất, chuyện đó không có đâu. Tôi nói thiệt. Giúp đỡ giùm cho con tôi đi mà cô Chính. Rồi cô Chính muốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng không quan tâm. Nè, bà đừng có nói từng tốn bao nhiêu tiền bạc. Tôi nói thiệt. Tôi làm là tôi là cứu nhân độ thế đó, chứ không phải tôi làm một cái thứ mà buôn thần bán thánh, hiểu không? Dạ, xin lỗi cô. Mẹ tôi không có nói ý đó đâu. Dạ xin lỗi. Nè, lỡ rồi, làm ơn thì phải làm ơn cho trót. Mấy người chuẩn bị cho tôi 30 triệu. Hả? 30 triệu? Ủa sao hồi nãy cô nói với mẹ tôi là không cần mà? Trời ơi, cái nữ chủ này sao kỳ vậy? Tôi đã nói là tôi không có lấy tiền. Nhưng mà cái số tiền đó, tôi phải làm bùa chú, rồi hối lộ cho quỷ ma ở dưới âm phủ nữa, rồi con của bà mới nhận được hương quả, chồng bà mới nhận được hương quả. Tôi đã nói là tôi làm vì chúng sinh. Đúng rồi. Nè, cô Chính nè, đại từ, đại bi, nhất định trời Phật sẽ phù hộ. Bà có dặn dò con bà điều gì không? Dạ, nè, con nhớ nha, phải tranh thủ cái số tiền đó nha ông. Ngày giỗ của thằng Tâm á,
con đưa cho cô Chính làm luôn. Ha? Dạ. Dạ. Dạ, dạ con biết rồi ạ. Đó, bà thấy chưa? Tôi là người cứu nhân độ thế. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Chính. Ủa, anh hả? Cái gì vậy? Chiêu mượn dao giết người của em hồi nãy đúng là kinh điển đúng không? Trời ơi. Sao vậy? Kinh điển cái con khỉ á. Mọi chuyện còn tệ hại hơn rồi kìa. Bây giờ bắt đầu 30 triệu đó. Cái gì? Trời. Trời ơi. Xin lỗi. 30 triệu. Trời, sao bảo ông đi ăn cướp luôn đi. Trời ơi. Bực điên hả? Bà nội mới nghe mới chửi cho bây giờ. Em bực mình quá à. Bực mình cái gì? Bỏ tiền dễ kiếm lắm hả? Tự nhiên khi không cái bị mẹ Chính nó lợi dụng à. Bực mình ghê chứ. Thì cũng tại em. Tại em hết á. Em sao? Tại em tài lanh. Tài lanh lên đồng để vợ bà Chính bà kiếm cớ bà đòi tiền đó không thấy hả? Thì em cũng muốn giúp mẹ chứ bộ. Tại mẹ Chính cơ xảo quyệt quá chi em đâu biết được. Trời ơi dù phải thôi. Đòi muốn thì làm sao mẹ cản được hả? Hả? Nhưng mà sao mẹ cứ chiều nội hoài vậy? Không được vậy, em thích vậy đâu. Cứ ném tiền qua cửa sổ làm như tiền dễ kiếm lắm hả? Em từng ngày để từng đồng từng cắt đi ra ngoài chợ kiếm tiền, anh biết không? Trời đất ơi. Mà mẹ chiều nội ghê luôn á. Mẹ biết là rồi xuống. Bây giờ á, nội mà muốn á thì không có ai cản được đâu, biết chưa? Hả bà? Anh hay quá. Anh đàn ông mà lại vậy hả? Trời đất ơi. Nói chuyện mà vô trách nhiệm, bực mình à. Nói gì? Sao? Anh á là con trai trong nhà, thấy bà nội hành hạ mẹ vậy mà không nói tiếng nào hết trơn á là sao? Cái đồ hèn. Câm miệng đi. Tôi nói cho cô biết nha, cô chỉ là con dâu thôi nghe chưa, không có quyền gì mà dạy dỗ gia đình tôi hết á. Mắc cười quá à. Em thấy mẹ sai, em là con dâu trong nhà, em nói cũng được vậy có sao đâu. Tôi nói cô im đi nghe chưa. Mẹ tôi biết phải làm cái gì mà. Mẹ làm cái gì cũng có lý của mẹ hết á. Cô đừng có mà tà lanh. Lanh chanh. Cái đồ thấy ghét. Cái gì? Đi ra luôn đi. Lanh chanh. Đi luôn đi. Ăn đi chị. Rủ chị đi ăn mà mặt mày chù ủ vậy là sao? Sorry em nha, tại chị đang rầu chuyện anh Lân quá. Chuyện công ty ổng sập tiệm đó hả? Ừ. Chị đang lo không biết sắp tới cả nhà chị phải sống ra sao nữa. Cỡ tuổi ổng đâu dễ kiếm việc đâu. Kệ xác ổng, chị lo làm gì cho mệt. Nói thiệt, loại chồng vô dụng như ổng chị bỏ quách đi cho rồi. Vợ chồng với nhau đâu có bỏ là bỏ được em. Thì có sao đâu, người ta cưới nhau rồi bỏ nhau à mầm kia kìa. Mà thôi, dẹp chuyện đó đi. Lát nữa em sẽ cho chị một bất ngờ, rồi chị sẽ vui vẻ yêu đời cho coi. Chuyện gì vậy mẹ? À, Lụa à, con biết cái chuyện bà nội cầu siêu cho ba con rồi đó. À, nếu mà con dư giả, con có thể xoay cho mẹ mượn 25 triệu được không con? Thật ra mẹ gấp quá, cho nên mẹ xin lỗi, mẹ xoay không có kịp. Mẹ biết á, là bà Chính cơ lừa gạt rồi, mà sao mẹ mù quá nghe theo lời nội chi vậy? Chưa biết làm sao giờ, nội con muốn mà con. Mẹ, đừng có hở ra là chiều nội như vậy, nội càng được nước càng lớn tới á, có đầy đọa hành hạ mẹ hoài à. Lụa à, có nhiều điều con chưa hiểu về bà nội đâu. Thật ra nội chỉ vì thương con cháu thôi mà. Không phải là con không muốn cho mẹ mượn tiền đâu. Con chỉ không muốn mẹ cứ làm theo mấy cái đòi hỏi vô lý của nội. Ê quá đi trời ơi. Em. Dạ. Em nội nói với mẹ là gom tiền cúng dỗ ba á. Coi sao thu xếp giúp mẹ nha.
Chứ số tiền đó lớn quá, mẹ không có đâu. Chuyện gì em giúp được, chứ chuyện này em không giúp được đâu. Sao em keo quá vậy? Mẹ nuôi anh từ nhỏ tới lớn, coi em như là con gái trong nhà vậy đó. Vậy mà bây giờ mẹ cần tiền em không giúp được là sao? Không phải là em không muốn giúp mẹ, nhưng mà em không muốn mất tiền ngu như vậy. Mà cũng mất cười thiệt á nha. Bà nội á, tin như ba cái trò dớ dẫn đó là sao? Còn mẹ nữa, suốt ngày cứ cam chịu à. Em thì biết gì mà nói. Em là phận làm dâu thì em cứ ngoan ngoãn nghe lời người lớn thôi. Chứ mẹ từng tuổi này không lẽ để em dạy sao? Em á, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu nghe chưa? Em vậy đó rồi sao? Sao? Em ít học nên không biết gì hết á. Anh có giỏi á, thì tự lấy tiền ra lo cho mẹ đi. Ờ, hay là lấy tiền cá độ ra. Nè 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 nè, đừng có ăn nói kiểu đó nghe chưa? Cô á, cô giữ hết tiền trong túi á, rồi mất tiền thì cứ nói tôi à. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đố anh á, đố anh cho tiền của tôi á. Hai đứa cái gì vậy? Hai đứa mày giữa chợ mà gây nhau sùm mà. Vợ chồng vậy như con nít vậy đó, hở ra cãi nhau ôm ào à. Trời đất ơi, ở cái chợ này nè, ai cũng biết tiếng hai chồng tụi bay hết. Kể trơn á, biết không? Thằng kỳ cục vậy? Trời ơi, chồng tôi khổ quá. Gì vậy? Nhắn ta ra đây, cô bộ có chuyện gấp hả? Ờ, dạ có. Em nói chị nghe này nè. Em đang cần tiền gấp, chị cho em hút hụi sớm được không? Chuyện gì gấp vậy? Để tới kỳ đồ hốt luôn. Hốt sớm hả? Cũng được, mà lỗ nặng à nha. Thì cũng biết là lỗ rồi, mà đành vậy thôi chứ sao, em đang cần tiền mà. Chị ráng giúp giùm em đi nha. Ừ, để chị tính coi. Kỳ này á, hụi chị Trang nè, bà Ba, bà Sáu, không biết được không đó nha. Thôi ráng giúp giùm em đi mà. Để chị cố gắng. Ừ. Cảm ơn chị. Chị Tuyết à. Chị kêu tôi gấp có chuyện gì vậy? Tôi gọi anh tới đây trước tiên là để cảm ơn anh. Trong thời gian khó khăn qua, anh đã không bỏ công ty. Anh luôn ở bên cạnh tôi để giải quyết những khó khăn mà... Nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa. Chị đừng nói vậy. Ai không có lúc này lúc kia. Làm việc với nhau, đâu phải lúc nào cũng chỉ có tiền với bạc. Chị tốt với tôi như vậy, không lẽ công ty đang gặp khó khăn, tôi lại ra đi? Tôi biết, anh là người có tình có nghĩa. Thật may công ty có được người nhân viên như anh. Nhưng anh cũng thấy đó, công ty đã tuyên bố phá sản rồi. Tôi không có lý do gì để giữ anh lại cả. Ý chị là... Tôi biết anh là người tốt. Tôi thật lòng không muốn lợi dụng anh. Cho nên ngày mai anh đừng đến xưởng may nữa. Số tiền lương tôi nợ anh mấy tháng qua, khi nào có tôi sẽ trả ngay. Làm giám đốc mà để anh và mọi người rơi vào hoàn cảnh vậy, tôi thấy có lỗi quá. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Cũng không ai trách chị đâu. Hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi. Về số tiền lương chị cũng không cần phải lo dội. Việc gì cần chi chị cứ chi trước đi. Còn về công việc, tạm thời thì tôi sẽ nghỉ. Nhưng mà chị yên tâm, khi nào công ty cần tới tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh. Anh tốt quá. Đang nghĩ gì vậy hả? Anh về rồi hả? Tưởng anh ở lại công ty làm tăng ca chứ. Có chuyện gì không vui hả? Nói anh nghe coi, xem anh có giúp được gì cho em không. Anh thì giúp được gì? Việc nhà không lo, toàn đi lo việc thiên hạ. Em nói vậy là có ý gì? Anh còn hỏi nữa hả? Em hỏi anh nè, công ty của anh đã phá sản rồi, anh không lo đi kiếm việc làm đi, quanh quẩn ở đó làm gì? Thật ra không phải anh không nghĩ đến việc đó, nhưng mà trước đây khi làm việc ở công ty,
giám đốc Bạch Tuyết đã đối xử với anh rất tốt. Bây giờ cô ấy gặp khó khăn, anh đâu nỡ bỏ đi. Anh tốt thiệt đó, biết quan tâm tới người dân. Còn mẹ con em ở nhà thì bỏ mặc. Kìa em, anh nghĩ đi, giờ anh thất nghiệp, mọi chuyện đều trông chờ vào tiền lương của em. Mà anh coi đó, hằng ngày có biết bao nhiêu thứ để chi tiêu. Nào là tiền ăn nè, rồi hả tiền học của con, tiền ga nè, tiền điện nè, tiền nước nè. Nhiều đó thôi là em đủ quay cuồng rồi, chưa nói đến là những chuyện lớn đột xuất xảy ra. Lúc đó em phải xoay sở ra sao đây? Em đừng có quá lo lắng, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó thôi mà. Ngày mai anh sẽ nhanh chóng đi tìm việc làm về để phụ em. Thôi mày đừng có lo lắng nữa, yên tâm đi nha. Anh nhớ là anh nói đó nha. Nè, cảm ơn em nha. Không có gì chị. Lúa. Chị có tiền hụi rồi nè, trừ tiền Thảo ra. Cái này hụi sống hụi chết, tao ghi đầy đủ hết trơn đó. Mày coi thắc mắc cái gì hỏi tao nghe chưa? Dạ. Ủa, trời đất ơi, sao lỗ nhiều quá vậy chị? Tao nói mày rồi, hốt hụi non á thì phải chịu lỗ, mà lỗ nặng nữa đó. Bực bội dễ sợ. Đã vậy số tiền này nè, em có xài được cắt bạc nào đâu, phải cúng nạp cho con mẹ thầy bói lừa đảo đó nữa. Ủa, vậy là sao? Tao tưởng mày hốt hụi mày đi cắt mắt sửa mũi với sửa cái mỏ mày lại chứ. Cái gì? Chị nghĩ sao vậy? Mắt em 2 mí rồi chị kêu cắt thành 3 mí luôn hả? Trời ơi, em đẹp vậy nè, vô thẩm mỹ viện chắc tao đuổi em ra quá à. Chà, chảnh dữ nha. Tao nói cho mày nghe, trong chợ mình á đang có phong trào cắt mắt sửa môi làm đẹp nữa. Tao tưởng mày chạy theo phong trào chứ. Không có đâu, cũng tại là mẹ chồng em nhu nhược quá, sắp tới giỗ ba chồng em rồi mà mẹ chồng em nghe theo lời bà nội cúng kiến cầu siêu cầu thoát gì đó không biết nữa. Mà hiện giờ mẹ em đâu có tiền đâu. À, thì ra hốt hụi non đưa cho mẹ chồng thì đành vậy thôi, chứ biết sao giờ. Chứ không lẽ nhìn mẹ em xoay sở cũng tội nghiệp. Ngó mày vậy mà cũng biết thương mẹ chồng ghê ha. Trời, chị biết không, em á mất mẹ từ nhỏ. Từ khi lấy chồng về ở với gia đình chồng, mẹ chồng em thương em lắm, thương như con gái ruột luôn đó chị. Bởi vậy hả, em thấy thương, em coi bà như mẹ ruột của mình luôn. Nhưng mà em không có thích bà có nhu nhược, cứ nghe theo lời của bà nội em á. Bởi vậy em á, em tính tới phút chót mới đưa tiền cho mẹ em, để mẹ em biết rõ thái độ của em luôn. Công nhận nha, nhìn vậy mà cũng biết định mẹ chồng ghê đó. Ba, ba có cần con giúp gì không? Bưng dĩa trứng qua cho ba. Dạ. Cháu, con vô kêu mẹ ra ăn cơm đi con. Dạ. Mẹ ơi, ra ăn cơm. Wow. Rồi cả nhà ăn cơm đi. Cha, nhìn đồ ăn ba nấu hấp dẫn quá. Ba ơi, ba nấu đồ ăn ngon ghê, con ăn hoài mà không thấy ngán. Con gái của ba ghê thiệt nha, chưa ăn mà đã biết ba nấu đồ ăn ngon rồi. Muốn lấy lòng ba phải không? Đâu có, con nói thiệt mà. Ăn đi. Ăn đi, ở đó mà mèo khăn mèo dài đuôi. Cảm ơn ba. À, còn 3 ngày nữa là tới giỗ ông nội tụi nhỏ, em nhớ chuẩn bị nghe. Dạo này tiền nong kẹt như vậy, em biết phải xoay kiểu gì đây? Là con dâu trưởng thiệt là cực, giỗ chạp, đám hiếu đám hỉ gì cũng thấy tai hết, mà chuyện gì cũng cần chi tiền. Lợi lộc thì không thấy đâu, chỉ toàn là... Thôi mà em, mình sống phải có trước có sau chứ. Mẹ lo cái gì, mỗi lần đám giỗ đều phân công cho ba hết, mẹ chỉ việc đem tới thôi mà. Đúng rồi đó, mẹ đâu có nấu ăn đâu mà lại đùa mọi người khen, năm nào cũng vậy mà. Thôi đi, con còn nhỏ, đừng nhiều chuyện. Mà mẹ nói trước với hai đứa nghe chưa, chuyện ba nấu đồ ăn cho mẹ tuyệt đối
không được để lộ ra ngoài, nghe chưa? Còn chuyện đám giỗ em tính như vậy, hiện tại anh đang thất nghiệp, cho nên năm nay gia đình ta sẽ không nhận trách nhiệm nấu ăn nữa. Sao vậy em? Thất nghiệp là chỉ tạm thời thôi, một bữa đám giỗ đâu có đáng bao nhiêu. Anh nói vậy mà nghe được. Đang thất nghiệp nên càng phải tiết kiệm chi tiêu, đỡ được khoản nào thì hay khoản đó. Một bữa đám giỗ không đáng bao nhiêu, nhưng mà một năm có bao nhiêu ngày hiếu hỷ. Thì thử coi, mình nhận hết thì làm sao mà được. Chuyện này em đã quyết rồi, không bàn cãi nữa. Cả nhà ăn cơm đi. Quà của hai đứa dạ, nha. Cảm ơn gì. Mẹ Thủy đâu rồi? Mẹ ơi, Diệu Quyền tới. Mới tới hai em. Dạ. Nè, vô cất đồ đi rồi lấy nước cho dì Huyền. Dạ, dạ. Lần nào tới chơi cũng mua quà cáp hết vậy, riết rồi tụi nó quen á. Có đáng gì đâu chị. Ủa, Mạnh Lân đâu rồi chị? Hôm nay ngày nghỉ, không biết ổng chạy đi đâu rồi. Ủa, vậy là chưa xin được gì hả chị? Hôm trước anh Thanh Minh có tìm gặp chị đó. Ảnh nhắc chị hoài à. À, để hôm nào rảnh em với chị gặp ảnh nha. Thôi, em đừng có nhắc tới anh ta nữa. Cái loại người bội bạc như anh ta, chị không muốn nhìn thấy nữa. Thôi mà chị, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, chị đừng cố chấp làm gì. Em nói vậy mà nghe được á. Ngày trước anh ta bỏ rơi chị, làm cho chị phải bao nhiêu đau khổ. Bây giờ anh ta còn mặt mũi nào mà về đây gặp chị? Bộ anh muốn làm chị điên lên hay sao? Chị rộng lượng chút đi. Anh Minh giờ khá lắm nghe. Lấy vợ giàu sụ, sao mà không khá được. Ảnh bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn lớn lắm. Ảnh có tâm sự với em. Ảnh rất ân hận vì ngày xưa đã đối xử không tốt với chị. Mặc dù anh có gia đình rồi, nhưng trong thâm tâm anh vẫn không quên được chị. Thôi đi, em đừng có nghe cái lời xảo trá của ảnh nữa. Tốt nhất từ bây giờ em đừng có bao giờ nhắc tới tên anh ta trước mặt chị nữa. Sao mà chị hay đa nghi quá vậy? Dù lúc trước anh Minh có là người như thế nào thì bây giờ anh cũng đã thay đổi rồi. Anh ấy thực sự rất quan tâm chị. Biết em tới thăm chị mà anh còn gửi quà bánh cho con chị nữa kìa. Ai biểu em làm như vậy? Chị nói lại một lần nữa, chị không muốn phải nghe tên anh ta trước mặt chị nữa. Em đi về đi, đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Quyên, em tới lâu chưa? Sao không ở lại ăn cơm với anh chị rồi về? Em tới nãy giờ rồi, tới thăm chị với mấy đứa nhỏ. Mà nhìn chị gái mình cực quá.
em ở lại chịu không nổi. Ừ, em nói vậy là sao chứ? Thì đó, anh không lo kiếm việc mà cứ lượn lờ chơi bời hoài à, để chị em phải một mình bươn chải. Tội chị ấy lắm. Thân đàn bà con gái mà phải gánh vác mọi chuyện. Em nói cũng phải, nhưng mà thật tình anh cũng đâu có muốn vậy đâu. Anh cũng đang cố gắng kiếm việc đây nè. Ai mà nỡ để vợ con phải đau khổ như vậy đâu. Anh nói thì hay lắm, mà rốt cuộc không có được tích sự gì hết trơn. Đàn ông con trai á thì phải là trụ cột của gia đình chứ. Ai lại để đàn bà nuôi bao giờ đâu. Cô, dì đừng có tới đây nói xấu ba con nữa. Con, ai cho con nói với dì như vậy chứ? Lúc nào á dì Quyền cũng chơi ba, thậm chí dì Quyền còn hổn với ba nữa, mà mẹ không nhắc gì. Con im đi. Nãy giờ con nghe dì Quyền nói loáng thoáng, nào là... Im đi. Em làm cái gì vậy? Con không được hổn nữa. Nó còn nhỏ, có chuyện gì phải từ từ dạy dỗ nó chứ. Em đánh như vậy có đáng không? Còn cô Quyền nữa, tôi hoan nghênh cô tới nhà tôi chơi với chị và các cháu. Nhưng tôi xin cô, đừng có can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu. Bây giờ mời cô về cho. Đi vô học bài con. Cái tiền của cô Chính Cơ, cô đòi đó, con đã lo xong chưa? Dạ, dạ, số tiền lớn quá, con chạy chưa đủ mẹ. Chạy cách nào cũng phải cho đủ. Thằng Tâm nó chết, nó để hết tài sản cho cô, mà cái bữa giỗ của nó cô lo không được là sao? Nội, nội đừng có nóng lên, tao xong bây giờ đó. Chạy tao, chết kìa tao. Mẹ à, mẹ đừng có lo, thế nào con cũng chạy được mà mẹ. Con sẽ chạy đủ mà mẹ. Cô chạy á phải nhanh nhanh lên để cho tôi yên tâm. Làm chậm chạp lề mề quá đi. Tới bữa giỗ á hả, mà không có tiền á, cô không có yên với tôi đâu. Mẹ với nội đừng có lo, tiền con kiếm được rồi. Cái gì? Ở đâu mà con có? Thì con lo được số tiền đó rồi, để về bữa con đưa cho. Tự nhiên mà cái thằng Út này nó giỏi ghê ha. Có hiếu nè, có nghĩa nè, biết lo lắng cho mọi người nữa. Vậy mà cứ chê trách nó hoài, trách không được cái này, không được cái kia. Đúng là mấy người không có cặp mắt nhìn đời. Út à. Dạ. Nói cho mẹ nghe, ở đâu có tiền? Thì tiền con làm được chứ đâu mẹ. Trời ơi, thì ba cái tiền cờ bạc đời đóm chứ gì mẹ, hay ho gì ba cái đó. Im đi. Út à, phải vậy không con? Thôi mẹ đừng có lo ba cái chuyện đó, miễn sao con có tiền con cúng ba được rồi. Miễn sao có tiền cúng ba hả? Tiền cờ bạc mà đem cúng ba rồi ba vui hay sao? Mệt mẹ quá. Con thề á, đó không phải là tiền cờ bạc của con. Còn cái chuyện tiền ở đâu kiếm được á thì mẹ đừng có hỏi nữa. Mệt mẹ quá. Út à, Út. Mẹ xin lỗi. Hồi chiều mẹ nóng quá. Con đừng có giận mẹ nha. Con biết mẹ thương con nhiều lắm mà. Con không có giận mẹ, nhưng con không thích Diều Quyền. Diều Quyền hay nói xấu ba lắm. Tại con không hiểu nó thôi. Dì Huyền chỉ nói sự thật thôi. So với những người đàn ông khác, ba con thua kém nhiều lắm. Cứ tình trạng này, mẹ không chắc là ba con có lo nổi cho con đi du học ở Mỹ không nữa. Con không cần đi du học,
con còn ba kiếm nhiều tiền, con chỉ cần ba má vui vẻ với nhau thôi. Cả nhà mình yêu thương nhau là đủ rồi. Dù sao đi nữa, ba vẫn là người ba tốt nhất của con. Con còn nhỏ lắm, con chưa hiểu hết chuyện của người lớn đâu. Khi nào con lớn, con sẽ hiểu tiền bạc quan trọng như thế nào. Nhưng mà... Thôi, trễ rồi, con đi ngủ đi, mai còn đi học sớm nữa. Con ngủ ngon nha. Ngủ đi nha Hôn. Anh làm em thức giấc hả? Anh xin lỗi vì đã làm em giận. Nhưng em biết là anh yêu em nhiều lắm mà, phải không? Thôi, trễ rồi, để em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Thôi, em cứ nằm ngủ tiếp đi, để anh làm cho. Dù sao anh cũng đang thất nghiệp, có cả ngày để ngủ mà. Châu Ngọc ơi, hai đứa mau ra ăn sáng rồi đi học nè con. Dạ. Em ơi, ra ăn sáng luôn đi em. Anh tính coi, lần này làm đám giỗ cho ba bao nhiêu tiền để em lo. Đám giỗ lần này em không cần phải lo nữa đâu. Để anh về hỏi mẹ coi sao, chứ để em lo hoài anh không nỡ. Nhưng anh hỏi mẹ có bất tiện không? Em sợ. Anh nghĩ chứ không sao đâu, gia đình mình cũng đang gặp khó khăn mà, chắc mẹ cũng thông cảm thôi. Ba ơi ba, hay ba cho con góp tiền vô giỗ luôn nha ba. Con có tiền nuôi heo đất mà ba. Con cũng có nữa, con góp tiền cho nội luôn. Bà cảm ơn các con. Các con của ba ngoan lắm. Còn nhỏ mà đã biết quan tâm, có trách nhiệm với gia đình như vậy á, là ba rất vui. Nhưng mà bây giờ á, nhiệm vụ của hai con là phải học cho thật giỏi, như vậy ba mẹ mới vui hơn. Còn những chuyện khác đã có ba mẹ lo rồi, nghe chưa? Dạ. Ba con nói đúng á, nhiệm vụ của các con á là phải học thật tốt. Ba mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa con học bị điểm kém đâu. Hai đứa rõ chưa? Dạ rõ. Tụi con biết rồi. Ăn nhanh đi, rồi còn đi học nữa. Dạ con mời nội mời mẹ ăn sáng. Ngồi đi mẹ. Ủa, sao con kêu Phụng xuống ăn sáng luôn? Dạ con kêu ảnh rồi, ảnh xuống liền á mẹ. Mời mẹ. Ờ. Chào nội, chào mẹ. Ờ con. À, để con kể cho mọi người nghe cái này nè. Tối qua con nằm mơ á, con thấy ba về. Ừ? Gần tới ngày giỗ, ba mày về báo mộng cho tụi bay chứ có sao. Tại vì ba của tụi bay á, muốn nhắc cho cả nhà nhớ, để cúng bái và cầu siêu cho ba mày. Chuyện này không thể làm qua loa được đâu nha. Còn cô ráng lo liệu tiền mau mau cho cô chính cơ đi, để cô chuẩn bị, cô lo cái lễ cúng bái này. Nếu mà để thiếu sót một cái là tội chết á. Con nghĩ á, cái này con nghĩ thôi nha. Con nghĩ á, kỳ này ba về, ba muốn đem tiền gì cho mẹ đó.
Con thấy ba về ba dắt thêm một con chó. Mà con chó thì là... Nè, mày đặt suy diễn lung tung, tính bàn đề nữa phải không? Mẹ cấm nghe chưa? Sao mẹ cứ lo xa quá? Con bây giờ con muốn chơi cũng đâu có được đâu. Tiền vợ con giữ hết trơn rồi, muốn lấy cũng khó lắm chứ bộ. Sao kỳ vậy? Tiền hai vợ chồng cùng làm cùng ăn, tại sao mà vợ Út Phụng lại giữ hết bo tiền của chồng mình? Đàn ông á, nó phải nhiều việc để chi tiêu. Chuyện quan hệ bạn bè, mối lái làm ăn, làm vợ phải quan tâm tới chồng một chút chứ. Không lẽ để chồng ra đường xin tiền ta? Nội ơi nội, tại vì con á là vợ của ảnh, cho nên là con phải bo giữ tiền cho ảnh đó nội. Mẹ với nội cũng biết là anh Phụng ảnh mê ba cái cá độ, đá banh, đề đớm, cờ bạc. Không biết là anh đã quăng bao nhiêu tiền vô cái thứ đó rồi á. Con mà không lo giữ ha, nhà này có một cái sạp ngoài chợ chắc cũng banh chành luôn rồi. Thôi thôi thôi, tất cả là tại Út Phụng hết trơn á. Lớn rồi, hư thân, không chịu lo làm ăn, để cho mọi người cứ phải lo lắng cho con. Trong khi con đi đâu vậy? Hả? Anh đi đâu ạ? Mẹ ơi. Anh! Hù, chồng yêu của em về rồi. Em dám hù anh hả? Ngồi anh, không có chọc hét em đâu. Nhà có khách kìa. Có khách hả? Dám hù anh nè, giỡn nè. Anh Nhật Hoàng ở trong kia kìa, thiệt mà. Xạo nha. Kìa. Chào anh, chào anh. Chào anh. Tôi không nghĩ là anh lại có mặt ở nhà tôi vào giờ này. Tôi với Trăng đi dự trại thơ ở Long Hải á. Tiện đường tôi đưa Trăng về luôn á mà. Vậy hả? Cảm ơn anh nha. Sao sao cảm ơn mà thấy mặt anh không có vui gì hết trơn vậy ta? Anh Hoàng, anh định chọc cho chồng em ghen phải không? Không có chuyện đó đâu nha. Anh giỡn thôi. Anh Quy á là không có ghen bậy ghen bạ đâu. Nhất là khi biết được em với anh là bạn thân nữa, đúng không anh? Ủa vậy hả? Anh sợ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ chồng em thôi. Anh này lo mấy chuyện không đâu không à. Chồng ơi, em mới biết á, một quán đồ ăn Thái mới mở, nhiều món ngon lắm. Hay là hôm nay hai vợ chồng mình đi ăn nha. Ừ, được. Ha? Anh Hoàng, hả? Đi ăn luôn cho vui. Xin lỗi chút nha. Em à, anh nghĩ là mấy hôm nay em đã làm phiền anh Hoàng nhiều rồi. Để hôm khác vợ chồng mình sẽ mời anh Hoàng đi ăn. Còn hôm nay anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Không có sao đâu. Lâu lâu mới gặp hai vợ chồng, định tám bữa cho nó đã mà. Đi nữa. Ủa, định đi thiệt hả? Trời ơi, không lẽ giỡn anh? Đi nữa hả? Vậy thôi mình đi luôn đi, trễ giờ rồi. Đi. Sao đi hoài vậy? Đi lẹ đi. Vợ anh mời dự khách mới phải đi thôi. Cải lương, em thích cải lương. Anh trời ơi, tối nay đi ăn nhà hàng nha. Tự nhiên hứng lên cái ăn sang vậy hả? Trời ơi, có gì đâu sang mà. Hôm nay em bán đắt chơi sang bữa. Mà công nhận giúp bà Lan nó tốt thiệt đó anh. Trời ơi, lần nào bà mở hàng em cũng bán đắt hết trơn á. Hèn chi, có tiền vô cái ngọt thấy ớn. Mua hàng đi chị ơi. Mua. Không nói tiếng nào hết trơn vậy trời. Còn anh nữa, hồi nãy anh nói em gì hả? Anh nói á là em có tiền vô á em ngọt thấy ớn luôn. Anh làm như em lúc nào cũng giữ không bằng. Đúng rồi, em đâu có giữ đâu. Em chỉ thua con sư tử chút xíu thôi hả? À. Đồ tôi bán nghe chưa? Đâu? Chào chị. Chào chị. Chị có hàng đi chị. Nhiều đồ đẹp lắm á chị. Áo này nè, áo mới khui hàng á. Ủa, không có gì hết trơn hả chị? Dạ, em cảm ơn chị. Trời ơi, cái gì vậy trời? Nè. Hả? Anh bị cái gì vậy? Tự nhiên cái gì vậy? Bộ dạng vậy là sao? Có gì đâu. À, chắc là lại thua đề nữa rồi chứ gì. Mà lần này ngó có bộ dạng của anh, chắc là thua đậm rồi đúng không? Làm gì có tiền mà chơi. Thiệt không? Trời ơi, tiền giữ hết mà còn hỏi nữa. Anh ơi em nói nghe nè. Nói gì nói đi.
em mới hốt hụi á. Em kêu chị Nam cho em hốt hụi sớm, biết chi không? Đưa tiền cho mẹ làm đám giỗ ba. Nói gì thì nói, em cũng đâu có nỡ nào nhìn mẹ chạy tới chạy lui vay mượn vậy được. Em hốt hụi rồi hả? Ờ. Vậy tiền hốt hụi em để đâu? Hỏi chi? Bộ định chơm hả? Không có dễ đâu nghe chưa. Lần này em đã giấu ở một nơi rất là kín, rất là kỹ rồi. Đợi tới đám giỗ ba em mới đưa cho mẹ. Đừng có hòng mà lấy được. Ai mà thèm lấy đâu. Lo coi hàng đi. Thằng Út sao giờ này vẫn chưa về nữa? Con gọi điện cho nó coi thử sao con. Dạ. Mẹ ơi, anh tắt máy rồi. Trời đất ơi, cái thằng. Tới giờ cơm mà cũng không chịu về ăn cơm nữa. Lần sau cho nó nhịn đói một lần cho nó tởn. Dạ, kệ ảnh mẹ ơi. Nội với mẹ ăn cơm tiếp đi. Nói gì nói cũng để chừa đồ ăn cho nó với chứ. Nội lúc nào cũng cân ảnh hết trơn á. Cho nên hả, ảnh mới làm lần á. Mấy bữa trước con hốt hụi rồi đó. Để con lên lấy tiền đưa cho mẹ làm đám giỗ cho ba nha. Con hốt hụi rồi. Dạ. Chuyện này mà để cho mấy con lo vậy mẹ áy náy lắm. Mẹ à, có gì đâu mẹ. Tụi con là con mà, giúp được gì thì giúp chứ. Mẹ ăn đi mẹ. Ừ. Không có sao mà hiểu nổi được con nhỏ này á nha. Hôm trước á tỏ thái độ khác, hôm nay thái độ khác. Thôi ăn đi. Nội nội mẹ ơi. Dạ. Con bị mất tiền rồi. Hả? Gì? Cái gì vậy? Con để tiền ở đâu? Con để tiền trong phòng á. Con cất kỹ lắm, ở trong gốc kẹt á. Mà mất tiêu rồi. Nhưng mà có chặt mất hay là không? Hay là để ở đâu đó rồi mất? Rồi mất tầm bậy tầm bạ. Hả? Chứ ở trong phòng mày làm sao mất tiền được. Thôi đúng rồi. Chắc là anh Phụng á lấy tiền của con đi đánh đề rồi đó. Con nói với anh Phụng á là con hốt hụi rồi. Xong rồi ngày hôm qua con thấy ảnh dò vé số. Mà cái mặt ảnh buồn hiu như cái bánh bao vậy đó. Chắc là thua đậm rồi. Chỉ có anh Phụng á. Chỉ có anh Phụng thôi à. Trời ơi là trời, nó hư đốn quá. Nó về để nó biết tay con mà. Chưa cái gì hết á. Mà đi đổ tội cho nhỏ. Nè, vợ ông Phụng nghe. Không có bằng chứng á thì đừng có hàm hồ nghe chưa. Thằng Phụng á, tuy rằng nó có ham chơi nhưng mà nó không thèm lấy tiền của người khác đâu. Đừng có thấy không có mặt nó ở đây rồi đổ quan cho nó nha. Coi kỹ lại đi. Ngoài ảnh ra không có ai vô phòng con mà lấy số tiền đó hết á. Vậy mà nhất định mày đổ quan cho nó phải không? Mẹ, chưa có bằng chứng gì mà dám đổ tội cho nó hết hả? Đúng là làm vợ mà quá quá. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Tao đi lên chùa tụng kinh. Ở đây coi mấy cái cháu như này tao mệt quá. Chắc tao đứt gần máu tao chết sớm. Mẹ ơi, để lụa nó chở mẹ đi. Trời, tao đi một mình, không cần. Mẹ. Nội. Khỏe quá. Chồng ơi. Ừ? Làm gì mà như vừa trút gánh nặng vậy hả? Vì anh vừa thoát khỏi anh bạn Nhật Hoàng của em. Cái gì? Gì mà anh bạn Nhật Hoàng của em chứ? Nghe ra anh đang ghen phải không? Anh mà ghen hả? Tại em thấy thái độ của anh thấy ghét em nói vậy thôi. Vậy hả? Vậy sao em nghe trong cái giọng của anh có cái gì đó ghen ghen ta? Ừ, anh ghen đó. Em nghĩ lại coi,
tự nhiên có một gã đàn ông có quấn lấy vợ mình, có tức không chứ? Còn em nữa, có chồng rồi, không nên thân thiết quá mức với người khác giới như vậy. Anh đó nha, chỉ được cái ghen tu dớ dẫn thôi à. Em với anh Hoàng là bạn thân, em quen với ảnh trước anh chứ bộ. Nếu mà em có tình ý với ảnh thì em lấy ảnh rồi, đâu lấy anh đâu. Bây giờ em chỉ yêu một mình chồng em thôi. Anh muốn khổ phải không? Bây giờ em cho anh khổ luôn nè. À, quên nữa, vài bữa nữa tới đám giỗ của ba rồi đó. Em qua bển coi sao nha. Chồng ơi, chồng không có nhớ vợ hả? Thì ghét. Này. Thôi mà. Ôi. Anh đi đâu giờ này mới về? Đi uống cà phê chứ đi đâu. Ủa chưa ăn cơm hả? Ăn cái gì nổi mà ăn. Tôi đang đợi anh về để hỏi nè. Hỏi gì? Từ từ nói sao đi. Đi ăn cơm cái đã. Cái gì? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cái gì vậy? Bỏ định trốn tôi hả? Tôi hỏi anh, cái số tiền hốt hủi tôi cất có phải là anh lấy đi đến đề rồi không? Tiền hủi để đâu ai mà biết. Em cất đâu anh biết được. Anh còn chối nữa hả? Không anh thì ai vào đây? Anh lấy tiền mà anh không dám nhận. Anh cãi. Đàn ông gì mà hèn quá vậy? Ờ tôi lấy đó rồi sao? Mệt quá. Trời ơi là trời. Anh đúng là đồ vô lương tâm mà. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi bây giờ anh lấy đi đến đề hết rồi. Tiền đâu mà lo đám giỗ cho ba đấy hả? Trời ơi, làm sao tôi biết được tiền đó làm đám giỗ cho ba? Nếu tôi biết tôi đâu có lấy đâu. Ờ mà nè, tôi lấy là tôi đánh. Mà tôi đánh là có trúng nhiều á thì vừa có tiền làm giỗ cho ba, vừa có tiền xài, không tốt hả? Cái gì vậy? Anh còn nói nữa hả? Hai đứa. Mẹ xuống đây. Làm gì mà ông sùm vậy con? Đây. Mẹ xuống đây mẹ nghe nè. Mẹ nghe anh thú nhận anh ăn cắp tiền của con. Có đồ ăn cắp. Trời ơi, Út Phụng. Dạ. Tại sao con không nghe lời mẹ vậy? Hả? Bây giờ mẹ phải làm sao để cho con bỏ cái tật cờ bạc để cho vợ con khỏi khổ. Đừng có nói là mẹ không dám đưa con đi cải tạo nghe chưa? Thôi được rồi con, chuyện này tính sao? Đi vô ăn cơm đi. Trời ơi, bà nội về mà biết cái chuyện này là bà nội lên tăng xong với mày bây giờ đó. Không có đi đâu hết, ngồi xuống đây cho tôi. Mau lên. Con làm sao mà con ăn cơm nổi? Sao con nuốt cơm vô nổi hả mẹ? Tiền mồ hôi nước mắt con làm ra mà. Bây giờ không có tiền rồi lấy đâu ra tiền đưa cho bà chính con làm đám giỗ cho ba đây? Trời ơi, anh nữa. Thằng. Anh đi luôn đi, anh đi luôn đi, anh chết luôn đi. Cái gì vậy? Đoạn hại. Cái gì vậy hả? Tôi làm gì anh hại? Ở trong cái nhà này còn cái gì quý giá? Anh đem bán đi chơi hết đi. Đem bán đi chơi hết đi. Có đồ bút hiếu. Cô nói cái gì? Đồ vô tâm. Không nè. Trời đất ơi. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Hả? Anh dám đánh tôi mẹ hả? Không kìa. Làm gì vậy? Đó kìa. À. Ê, mẹ. Mẹ. Đó, thầy cụ đó. Tại anh á. Mẹ ơi. Mẹ, có sao không mẹ? Có sao không mẹ? Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ. Mẹ. Đau quá. Mẹ có sao không mẹ? Tại anh á. Tại anh mà cái nhà này mới ra nông nổi như vậy nè. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, mẹ đau quá. Mắt mẹ không thấy. Mẹ, con này mẹ. Con Phụng này mẹ. Thấy con không mẹ? Con lụa nè mẹ ơi. Các con ơi, chắc là mẹ không qua khỏi rồi. Mẹ. Đừng làm con sợ mẹ ơi. Để con đưa mẹ đi bệnh viện nha mẹ. Đưa đi bệnh viện chứ mẹ. Không cần. Mẹ không muốn vô bệnh viện. Mấy con điện gọi ba anh về gặp mẹ lần cuối. Mẹ. Ôi, mẹ đừng có nói như vậy. Đừng có làm con sợ mà mẹ ơi. Đừng làm con sợ nha mẹ. Con đưa mẹ đi bác sĩ nha mẹ. Nha mẹ. Mẹ. Không không. Nếu mẹ có tỉnh lại sống thì chắc mẹ cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người đâu. Nhất là bà nội. Con ơi. Mẹ. Nội con không chứng kiến cảnh này. Nếu mà bà nội thấy thì bà nội sẽ trách là mẹ không biết dạy con để xảy ra chuyện như vậy.
Mẹ chết còn hơn sống, Phụng ơi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng nói vậy mà mẹ. Mẹ đừng có nói vậy mà con mẹ. Con xin lỗi ơi. Mà. Tụi con xin lỗi mẹ. Tụi con hứa là sẽ không có cãi lộn với nhau nữa đâu. Sẽ nghe lời anh Phụng, con sẽ không hổn với anh nữa đâu mẹ ơi. Mẹ ơi, để con đợi mẹ lên ghế nha mẹ. Ngồi đi mẹ. Con hứa mà mẹ. Con hứa mà. Con hứa con không cờ bạc, con không đánh vợ nữa đâu mẹ. Nha mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ. Gì vậy mẹ? Con ơi, mẹ thấy ba đứng ngoài cửa. Cái gì vậy mẹ? Mẹ. Ba, ba về, ba đi ra lại ba đi. Đi mà, đi. Ba, ba, ba đừng có bắt mẹ đi mà. Ba, con lại ba. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ em thấy hôm nay mình lên thắp nhang cho ba đi. Chứ em thấy lại vậy không có hiệu quả nha mẹ. Đi. Mẹ con lên con thắp nhang cho ba nha mẹ. Con xin lỗi ba nha mẹ. Có gì mẹ gọi con nha mẹ. Con mắt tình yêu không giấu vào đâu được, cứ nhìn em đăm đăm, theo chiều em bước, ngó nghiêng. Con mắt tình yêu không lẫn vào đâu được, cứ ve vuốt tay em nồng nàn. Ăn nhanh đi em, trễ rồi. Anh này, người ta đang cảm xúc nồng nàn à, tự nhiên làm ngắt quãng. Anh không biết đó chứ, những cảm xúc vô tình thoáng qua như vậy có khi sáng tác ra những câu thơ đặc sắc đó nha. Anh á, anh không biết thôi. Chính vì những dần thơ đột phá như vậy mà em trở thành ngôi sao trong trại sáng tác thơ đó. Trời ơi, anh mà có mặt trong lúc đó đó hả, là chắc chắn anh sẽ nở mặt nở mày vì em cho mà coi. Thiệt, em á hả, được bình chọn là nhà thơ nữ xinh đẹp, tài năng. Em không cần phải khẳng định như vậy đâu, anh cũng biết rồi mà. À, ngày mai là đám giỗ ba rồi đó, em đừng có quên nha. Ủa, sao nhanh dữ vậy anh? Lầy quay lại tới đám giỗ rồi. Nhắc tới dỗ chạp cúng kiến là em ngán đến tận cổ luôn. Toàn những tập tục cũ rích, chán chết. Dù có thích hay không thích, đó cũng là ngày dỗ của ba. Em đừng có lơ là như vậy chứ. Rồi, em biết rồi. Em không có để anh buồn lòng đâu. Bởi vậy hả, em sẽ có cách tưởng niệm ba đặc biệt luôn. Em làm cách nào cũng được, miễn là đừng quên ngày giỗ của ba anh là được rồi. Anh cứ yên tâm đi, anh ăn xong rồi á thì cứ đi làm trước đi, một tí em ghé ba nữa. À quên nữa, chiều nay cả nhà về bên mẹ đó, em nhớ qua chơi nha. Ừ, anh ăn xong rồi, anh đi trước nha. Bye bye ông xã yêu. Anh đi nha. Dạ. Alo, ba hả? Ờ, ba ơi, bây giờ con qua ba một chút nha. Dạ. Bye bye ba. Dạ, con cảm ơn ba. Ba đúng là đại gia của nhà thơ Bảo Trân đó nha. Ủa, mà con làm gì cần nhiều tiền quá vậy? Dạ, con muốn xuất bản tập thơ mới của con. Con suốt ngày chỉ biết thơ với thẩn thôi à.
Còn chuyện chồng con sao rồi? Dạ đương nhiên là rất là hạnh phúc rồi ba. Ba nhìn mặt con nè, đẹp rạng ngời mà không chói lóa, cười rạng rỡ như mùa xuân tỏa nắng về. Chứng tỏ là đang hạnh phúc tràn trề đó ba. Con đừng có chủ quan quá. Con á, đảm bảo với ba là chồng của con không có gì phải phiền lòng về một người vợ xinh đẹp nè và cấp tiến như con hết á. Còn gì mà chê nữa, đúng không ba? Ngoài xinh đẹp hiện đại ra thì còn phải làm một người vợ đúng nghĩa, phải biết quan tâm đến tâm tư tình cảm của chồng con à. Còn bây giờ con cứ sống theo kiểu tự do, mạnh ai nấy sống thì không có hợp với đàn ông Việt Nam đâu. Đừng có để tới lúc mất bò rồi mới lo làm chuồng. Ba à, con biết là con phải làm cái gì để giữ hạnh phúc gia đình mà ba. Mẹ, con đã nói bữa nay dọn hàng sớm phụ con, vậy mà ảnh đi đâu mất tiêu à. Để mình con dọn mà cũng chết luôn nhá. Ơ, ăn dụng. Em làm á thì không thấy mặt anh đâu hết trơn á. Mà hễ cái ăn á là không cần kêu, không cần réo là thấy mặt anh liền à. Hay ghê. Nói nhiều nè. Để đây nè con. Con chào bà nội, con mới qua. Mẹ ơi. Con. Con chào mẹ. Em chào anh chị. Trời ơi, đông đủ hết rồi ha. Ừ. Qua đây con. Ừ, Châu với Ngọc, hai đứa ra giường mời cố vô ăn cơm con. Dạ. Mẹ. Con mời bà cố vô ăn cơm. Ừ. Nội, mẹ. Nội, dạ thưa nội. Dạ. Con chào con nội. Mời nội. Ừ. Được rồi, đám giỗ năm nay muốn chế biến món Tây, món Tàu, món gì cũng được hết á. Nhưng mà phải giữ cái món ba con thích nhất là món cà ri đó nha. Nhưng mà làm cà ri dê đi mẹ. Cùng là cà ri, nhưng mà cà ri dê ngon hơn cà ri gà đó mẹ. Biết đâu, đám giỗ xong á, ba về báo mộng cho em nói là ba không thích ăn cà ri dê đâu. Đám giỗ của ba hay là nơi để tụi bay đãi tiệc hả? Thôi được rồi, tụi bay muốn làm cái món gì đó thì làm, muốn nấu cái gì thì nấu ha. Nhưng mà cần nhất là phải để cái món cà ri, giữ cái món đó nghe, cái món cà ri gà. Mẹ yên tâm đi, cái gì chứ Thủy làm mấy món đó là giỏi nhất. Mọi lần đám giỗ anh Tâm là Thủy lo hết mà mẹ. Vậy hả? Dạ. Kỳ này là giao cho Thủy đó hả? Vậy là bà nội yên tâm nhất rồi đó, thấy không? Bởi vì Thủy nó nấu á, nó nêm cái gì, ăn cái gì sao nó cũng vừa miệng, nó cũng ngon ghê vậy đó. Mà nhất là nó trang trí đó hả, thì nhìn thấy nó đẹp mắt lắm kìa. Ba con á, mà ông có linh thiêng đó, ông về đây ông thấy đó, cái ông mừng ông cười. Dạ đúng rồi đó nội, vợ con á là nữ hoàng nữ công gia chánh mà, đâu có ai qua mặt được. Quá gì, chẳng phải năm nào cũng là do vợ anh đảm đương hết đó sao? Mà đâu có nghe ai phàn nàn là đồ ăn dở đâu. Chính xác á là vợ anh nấu ăn rất là ngon. Đúng rồi đó. Nhưng mà ngon thì ngon thiệt, nhưng mà em thấy á, năm nào cũng vậy nhàm chán lắm. Nhưng mà năm nay á, nhất định sẽ khác. Vợ chồng anh á, nhất định sẽ nấu những món thật là đặc biệt. Còn vợ Tư Quy sao con? Năm nay có kế hoạch hay là có phương án gì mới không? Dạ. Dạ chắc chắn là con có kế hoạch rồi mẹ à. Năm nay á hả, con sẽ cúng ba bằng một cách hết sức là đặc biệt của mình. Em công nhận á, chị Tư là người đặc biệt, nó làm gì cũng đặc biệt hết trơn á. Ờ, em đang mong đợi không biết sắp tới chị làm gì nữa đây ha. Từ từ đi rồi em sẽ biết. Chị Tư á là một người rất là đặc biệt. Cho nên việc cúng ba đặc biệt cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Đúng không? Mà xuống. Dạ thôi, mời cả nhà ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Dạ mời mẹ. Con mời nội. Con mời nội. Nội ăn đi nội. Nội ăn. Con gặp mời mẹ. Con mời mẹ. Nè con. Châu Ngọc ơi, xuống đây bà nội biểu nè. Ôi, hai cô công chúa xuống đây. Để coi nội cho hai đứa cái gì ha. Của con nè. Đây, của bé Châu nè. Wow, đẹp quá à. Con cảm ơn nội nha. Chà, áo mới đã quá. Con thương nội quá. Trời ơi, thấy mấy con thích vậy, bà nội vui lắm.
hôm đi siêu thị vừa mới thấy hai cái áo là bà nội nghĩ hai cái áo này là phải mua cho cháu tôi liền ha. Nội hay ghê á, mua áo vừa đẹp mà vừa y hai tụi con luôn. Con cảm ơn nội nha. Nội mua áo cho con. Con có áo mới đi sinh nhật bạn đó. Mấy bữa con tưởng phải mặc áo cũ đi sinh nhật bạn rồi. Trời đất ơi, tội chưa. Nếu bà nội không mua thì mẹ con cũng sẽ mua. Chứ làm sao mà để cháu nội đi sinh nhật mà không mặc áo mới được con. Không có hả? Đâu nội. Từ ngày ba con bị thất nghiệp tới giờ, mẹ con xài tiền tiết kiệm lắm. Không có hay mua quần áo mới cho tụi con như lúc trước. Qua đây với nội. Nay mẹ kỳ lắm á. Mẹ hay nổi nóng, dễ quạo quọ. Ba với mẹ cũng vừa mới gây gỗ với nhau đó nội. Mẹ con kỳ lắm đó nội. Ba con thất nghiệp là đã buồn rồi, vậy mà mẹ còn hay phân biệt người này với người nọ nữa, làm ba con còn buồn hơn. Giống ba bị mẹ ăn hiếp vậy đó. Sao lại nói vậy? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Để coi bà nội phải nói sao cho hai đứa hiểu nè. Tánh ba con á là phải luôn có người kè kè kế bên nhắc nhở thì ba con mới có thể khá lên được. Hồi nhỏ đó bà nội cứ ăn hiếp ba con hoài à. Bà nội nói vui thôi chứ thật ra là bà nội chỉ nhắc nhở chứ không có ăn hiếp ba con đâu. Ý bà nội nói là tại vì ba con hiền lành, ba con an phận nè, bởi vậy má con phải ở bên cạnh. Má con phải nhắc ba con để ba con có thể chứng minh cái khả năng của mình chứ. À, vậy là con hiểu rồi. Vậy là phải có mẹ con nhắc nhở ba để ba khẳng định được mình, đúng không nội? Khẳng định? Trời ơi, sao nói gì giống người lớn vậy? Khẳng định là sao? Thôi, hai đứa coi áo đẹp đi nè. Đẹp không con? Thôi, mọi người về đi. Dạ. Rồi sắp xếp mai ghé. Cái gì chứ dỗ cha là không có được vắng đâu nghe. Dạ. Mà hình như mẹ nhắc là thừa hay sao á. Tại vì ngày mai chủ nhật mấy đứa đâu có đi làm đâu ha. Dạ thôi, con xin phép mẹ, xin phép ba. Dạ, con chào bà, con chào mẹ. Dạ, thưa mẹ, thưa nội con về. Em đi trước nha. Bye bye. Cẩn thận nghe các con. Dạ. Thưa nội, thưa mẹ, con về. Con về đi. Rồi con. Con về. Con đi ạ. Không có nhìn nữa. Thấy gia đình của tụi nhỏ nó đầm ấm hạnh phúc thế mà ham à. Chứ ai như nghe nó nói gì không vậy? Mà nội nè, vợ chồng nào mà không gây lộn với nhau nội, đúng không? Bây giờ anh ba nè, anh Tư về nhà gây lộn với nhau nội đâu có biết được, đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con với anh Phụng gây lộn vậy hả, hiểu nhau hơn đúng không anh? Đúng cái động em. Con thấy vợ chồng Út Phụng nói vậy mà có lý đó mẹ. Lâu lâu tụi nó mới ghé qua nhà mình nữa. Làm đi. Sao biết được trong gia đình tụi nó suy nghĩ gì và có chuyện gì xảy ra đâu mẹ. Hồi nãy trong bữa cơm á, con thấy nét mặt Ba Lân với Tư Huy, nét mặt tụi nó lạ lắm. Chắc là có chuyện gì tụi nó giấu con á. Thôi đừng có nghĩ lung tung gì hết trơn á. Nó vậy đó là nó cũng là hạnh phúc. Nó vui vẻ vậy đó chứ. Nếu xảy ra chuyện gì có vui vậy đâu. Trời ơi. Trời ơi. Xong rồi, ăn hết giờ rồi. Gì vậy? Đây. Chút nữa đi em. Vì gói cả đêm hôm qua tới giờ chân đi không nổi nhưng mà mệt muốn chết. Bóp một chút nữa đi em. Bỏ có mình anh là biết mỗi chân rồi hả? Em cũng quỳ như anh suốt một đêm qua. Nhưng mà sáng sớm ai dậy đi bán sớm hả? Em hay là anh? Ai mệt hơn ai? Đúng không?
tới phiên anh, đừng có nói nhiều. Vậy dạy bắp chân cho em. Anh chơi gian quá nha, không có được như vậy đâu. Hồi nãy á là hứa mỗi đứa sẽ bóp chân cho đứa kia 15 phút, đúng không? Vậy mà giờ anh định xù hả? Không có được với em đâu. Dạy uống xíu đi em. Dạy trời, trời ơi, chơi kỳ vậy. Dạy bóp chân cho em. Hôm qua anh có nhớ anh hứa gì không? Hả? Hôm qua anh có nhớ hứa là vợ chồng mình sẽ thương yêu nhau không? Anh có hứa với ba mẹ gì không? Mà yêu thương nhau là không có gây lộn với nhau nè. Mà anh á, anh mà cà chớn với em á là không có được đâu, nghe chưa? Em gây lộn với anh, em la làng lên cho mẹ nghe nè. Lâu lâu á bóp chân cho vợ mà cũng kiếm cớ trốn tránh nữa. Anh á sao thiệt tình. Sao? Sao có mà anh đơ quá vậy? Bóp chân mà không có cảm xúc gì hết trơn vậy? Mà anh hứa với em rồi đó nha, hứa với ba mẹ rồi đó, là yêu thương nhau, chăm sóc nhường nhịn vợ. Mà yêu thương chăm sóc nhường nhịn vợ là sao? Là không phải á, em cứ nói một tiếng á là anh sững cò lên với em, nghe chưa? Mà cũng thiệt là bực bội à. Anh đừng có sững cò với em chi. Mọi chuyện đầu đuôi cũng như bà chính cơ ra hết đó. Tại bả mà mình phải khốn đốn vậy nè. Em nhất định sẽ dạch mặt bả ra cho bả biết. Dạch mặt bả ra. Thôi đi em ơi, mệt lắm quá. Kệ bả đi. Đừng có đụng chạm gì tới bả nữa. Mất công nội chửi nữa bây giờ. Sao mà được? Sao mà kệ bả được? Đâu có để bả mà xỏ mũi mình hoài vậy được. Bả anh không thích tức hả? Tức cái gì? Thôi, mình không đụng tới bả thì bả không đụng tới mình thôi. Nhưng mà bả sẽ dựa vô cái cớ là bà nội tin bả, đúng không? Bà nội mê tín dị đoan, rồi bà nội ném tiền qua cửa sổ. Bà nội làm khổ mẹ hay sao? Mệt em quá, em muốn làm gì đó em làm đi. Bóp chân tiếp, đừng nhiều chuyện, bóp ông, đúng không? Được rồi, nếu như mà anh không can dự vô thì để em sẽ chứng tỏ bản lĩnh con vô út nhà này cho bả thấy. Anh đợi em chút. Rảnh không chị? Đi shopping với em nha. Lâu lắm rồi chị em mình không đi mua sắm với nhau đó nha. Bữa khác được không? Hôm nay dỗ ba chồng chị. Cơ quan em có chuyện đột xuất cần em giải quyết. Chắc là em... Em có việc thì cứ đi đi. Anh đi chợ một mình cũng được mà. Nhưng mà em cũng không biết là chừng nào mới về. Em chỉ sợ là không có phụ cho anh được. Có gì đâu, anh nấu hết cũng không sao. Nè, em lo giải quyết công việc đi, để trễ. Một lát anh vô lấy xe đi chợ sau cũng được. Đi đi. Em à, vậy đi. Gì anh? Hôm nay đám giỗ ba rồi đó, em chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì nói anh nghe coi. Ngồi dậy đi mà. Em nói là em chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì nói anh nghe coi.
Anh đừng có lo, anh đi đi. Đẹp quá, sáng chói cả mắt luôn á. Không biết tới chừng nào chị mới được chồng tặng chiếc nhẫn kim cương giống như em nữa. Biết đâu chồng không tặng, nhưng có người khác tặng thì sao? Và đến lúc đó em sẽ suýt xoa về món đồ trang sức nào đó trên người của chị. Sao anh lâu quá vậy? Xin lỗi đến trễ vì đợi phỏng vấn lâu quá. Liệu có được không anh? Hay là giống như mấy lần trước nữa? Lần này anh rất là tự tin, chắc chắn là sẽ có kết quả đúng như ngành anh học. Vậy là hôm nay em khao anh ăn nha. Em đói bụng quá. Anh xin lỗi, để em đợi. Rất sốt ruột nên trên đường đến đây anh đã mua một món mà em rất thích. Vậy hả? Thiệt. Đây nè. Trời ơi, xôi bắp. Lâu lắm rồi em mới được ăn đó. Vậy thì em ăn đi. À, hay là em khao anh ăn hủ tiếu, còn em ăn xôi bắp nha. Thôi, anh đã mua hai phần rồi, mình ngồi ăn luôn đi em. Ừ, nha. Vậy cũng được. Nè. Sẽ có một ngày nào đó anh sẽ xây cho em một căn nhà thật đẹp, thật rộng. Đó, giống căn nhà kia kìa. Anh sẽ xây một cái bếp thật đẹp. Anh sẽ thuê một người nấu xôi bắp nổi tiếng ở Sài Gòn nấu xôi bắp cho em ăn. Em chịu không? Sao tất cả những gì mà anh đã đối xử với tôi? Tôi không bao giờ có ý định muốn gặp lại anh nữa. Kìa. Như vậy đủ làm em hả giận chưa? Nếu chưa thì em cứ tiếp tục. Anh thề sẽ không phản ứng gì đâu. Chia tay với người yêu, kết hôn với một cô gái giàu có, gia đình bề thế. Anh biết anh là người chẳng ra gì, nhưng anh vẫn xin em tha thứ cho anh. Anh muốn tôi tha thứ à? Để làm gì? Tôi và anh đã có hai hướng đi. Cuộc đời cả hai không có liên quan gì với nhau hết. Để được lòng thanh thản, bao lâu nay anh luôn cảm thấy rây rứt về lỗi lầm của mình. Anh sẵn sàng làm tất cả những gì để em tha thứ cho anh. Vậy hả? Em... Nhưng tiếc thay, tôi không thể tha thứ được. Vì anh là một con người sẵn sàng dứt bỏ cái mà ngày ngày người ta vẫn gọi đó là tình yêu, để chạy theo tiền bạc, danh vọng, địa vị. Không phải anh đang rất hài lòng vì đã có tất cả những thứ đó hay sao? Trong một phút chốc nào đó, anh cảm thấy mình hài lòng với những thứ mình có được. Nhưng mà em hãy hiểu cho anh. Anh nghĩ là em sẽ hiểu. Em cũng thấy đó, có những người ở dưới quê lên như em và anh, chấp nhận đánh đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là điều bình thường mà. Khi có được mọi thứ rồi, người ta mới suy nghĩ về cuộc đời và nhìn lại. Và anh đã nhận ra rằng anh không thể nào quên tình yêu trong sáng ngày ấy.
Anh không bao giờ quên được em. Xin lỗi, tôi miễn nhiễm với những tình huống phim Hàn Quốc rồi. Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Anh biết không, thật ra tôi đã quên anh và chẳng bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Anh không tin. Anh tin rằng tình yêu em dành cho anh ngày xưa khó mà quên được. Anh không tin thì thôi, nhưng đó là sự thật. Bởi vì mỗi lần gặp anh thì những đau khổ, tủi nhục ngày xưa trong tôi lại sống dậy, giày dò tôi. Anh có hiểu cảm giác của một cô gái nhà quê bị bỏ rơi bơ vơ giữa thành phố rộng lớn này là như thế nào không? Cho đến bây giờ tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Thủy, Thủy, hay cha, thịt nai bây giờ rửa xong thì làm sao cho nó ngon ta? Dạ, ba ngâm thịt sạch với rượu, xong rồi thái nhỏ ra như thịt bò. À, trời ơi, vậy mà ba quên. Cảm ơn con nha. Năm nào mà mình cũng nấu như năm nào á thì dễ chán lắm. Năm nay mình nấu món lạ nhưng mà ngon, ai mà không khen được, đúng không? Dạ, nhưng mà toàn khen má không à, chứ đâu có khen ba. Có sao đâu, cũng vậy thôi. Ba ơi, bà nội tới. Hả? Chết. Hai đứa nhớ, không được nói với bà nội cái chuyện mẹ không có ở nhà, nghe chưa? Nếu như bà nội có thắc mắc cái gì thì nhớ nói bà nội phải hỏi ba, nghe chưa? Dạ. Dạ, mẹ tới chơi. Ừ. Con trai. Đây, sao vậy? Dạ. Sao bữa nay mặc tập về dạ, nấu nướng vậy? Vợ con đâu để con làm? Dạ, vợ con chuẩn bị xong hết rồi mẹ. Cậu chờ chạy đi mua chút gia vị thôi hả? Chào bà nội. Má chào bà nội. Ôi, hai cô cháu cưng của tôi nè. Sao, có gì để mẹ phụ cho, chứ để vợ con làm mình tội nghiệp nó quá. Dạ. Thịt nai đây phải không? Vợ con tính nấu món gì? Điện thoại cho nó, hỏi cách thức đi rồi mẹ làm phụ cho. Điện đi con, dạ. Điện liền đi. Dạ, mẹ chờ con chút. Hỏi nó cách ướp luôn nha con. Alo, em hả? Mẹ hỏi thịt nai chế biến làm sao? Thì em hướng dẫn đi rồi để mẹ làm. Ướp thịt nai với tiêu. Ít đường. Với tiêu. Bột ngọt. Muối ớt. Nửa chén xả. Mẹ, nửa chén xả mẹ. Rồi. Chút xíu rượu nữa mẹ, rồi trộn đều lên. Trộn đều lên. Dạ, trộn đều lên nữa mẹ. Rồi, mẹ hiểu rồi. Trộn đều lên hết tất cả những cái này phải không? Dạ. Rồi sau đó thì làm gì nữa? Dạ, mẹ làm xong rồi mẹ cho vô tủ lạnh đi mẹ. Rồi bỏ vô tủ lạnh phải dạ, không? Dạ. Rồi, để mẹ làm. Con coi có cái gì nhỏ nhỏ bên ngoài đó con phụ làm đi con. Dạ. Dạ xong chưa mẹ? Rồi, để mẹ xắt cái này, cái tảng thịt bự quá trời, làm sao mẹ xắt hết liền được con. Từ từ. Bột nêm nè, bột năng nè, muối nè, tiêu nè. Mình ghé đây đi chị, để mua tặng cho chị cái đầm nha. Thôi, đủ vậy rồi chị. Đừng có mua nữa mà, về đi. Nãy giờ mua quần áo giày dép tốn tiền em quá trời rồi, chị không mua nữa đâu, tốn tiền lắm. Chị còn phải về phụ anh Lân nấu ăn nữa. Về đi em. Có bao nhiêu đâu mà ngại. Chị thích cái đầm này không? Chị lấy đi, em tặng đó. Thôi,
Chị ơi, trời cái đầm này là mắc tiền lắm. Chị lấy cho em cái đầm này nha. Dạ. Trời ơi, em làm chị ngại quá à. Sáng giờ mua toàn đồ mắc tiền không à. Biết chừng nào chị mới dẫn em đi mua sắm được chứ. Có bao nhiêu mà chị lo. Hết tất cả cũng không bằng bữa nhậu của chồng em nữa. Dạ, đồ của chị đây, em cảm ơn chị. Đây nè chị. Cảm ơn em nha. Mà nè, có chuyện này chị muốn dặn em. Em đừng bao giờ làm cầu nối cho chị với anh Minh nữa. Em không hiểu anh ta đâu. Từ khi chị bị anh ta rủ bỏ một cách không thương tiếc, để đến với cô vợ giàu có hiện tại, chị hiểu anh ta là con người thực dụng và ích kỷ. Chẳng có gì tốt lành đâu em à. Chính cái nghèo đã khiến người ta sống tệ vậy đó chị à. Nếu là người thực dụng thì bây giờ anh ấy đến với chị để làm gì? Chị đâu có gì cho anh ấy đâu. Chị không rõ vì sao anh ta lại quay lại với chị. Nhưng chị tin là anh ta không làm gì mà không tính toán thiệt hơn. Chị đừng quá đa nghi như vậy chứ. Anh Minh có tâm sự với em. Anh sống trên đồng tiền, nhưng phải chịu đựng bà vợ vô tích sự. Chị biết ăn chơi nên anh càng nhớ đến chị, nên mới đi tìm chị đó. Chỉ đơn giản vậy thôi mà. Còn bây giờ thì anh ấy thấy chị là một người phụ nữ tài năng, giỏi giang, và hối tiếc vì để mất chị. Rồi mẹ cho dầu vào. Chờ cho dầu nóng nghe mẹ. Rồi dầu nóng rồi mẹ cho tỏi và xả bầm nhuyễn vô. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, đây đây đây. Dạ, mình phi cho nó thơm. Rồi sau đó mẹ bỏ thịt nai đã ướp vô mà. Rồi, mình mở lửa cao lên chút. Chờ khoảng 5 phút là được mẹ. Cháu lấy giùm ba cái chén nước cốt dừa trong tủ lạnh con. Nhanh lên, dạ. Nhanh lên. Dạ, rồi. Nước cốt dừa sao em? Trời con, để đó dạ. Cho nội. À rồi, đổ vô luôn hả? Mẹ, thịt săn rồi đổ nước cốt dừa vô luôn mẹ. Rồi, mẹ biết dạ. Mà, chút xíu nó săn bây giờ mà. Rồi, bây giờ mẹ nêm nếm nó sao cho mà nó béo béo ngọt ngọt cay cay là được rồi đó mẹ. Dạ. Sắp xong một món rồi đó em. Em sắp về chưa? Vậy ha, về liền em, nhanh nghe, bay em. Chị ơi chị, bài tập này khó quá, chị chỉ em đi. Ừ, ra đây. Con dạ. À, cái món này vậy là gần xong rồi đó dạ. Cứ để lửa riu riu là được à. Bây giờ còn gì nữa để đó mẹ làm luôn cho. Dạ. Con điện hỏi vợ con rồi để đó mẹ làm luôn cho. Dạ được rồi mẹ. Để chút nữa vợ con nó về nó làm. Mẹ cũng phải để cho vợ con làm tròn bổn phận dâu con chứ. Nó không có thì giờ mà. Chờ nó về rồi làm trễ rồi làm sao qua bển giữ đám giỗ con. Rồi còn đi qua bển liền vợ mà. Không sao đâu mẹ. Vợ con về làm ào ào cái là xong liền à. Đảm bảo là kịp giờ cúng giỗ ba mà. Mẹ cứ để đó cho con đi. Mẹ cứ đi về bên đó đi. Lo để lo công việc bên đó nữa. Ở bên đây vợ chồng con lo được rồi. Nè, mẹ về nghe. Dạ. Mà cần cái gì thì cứ điện một tiếng ha. Xong rồi là mẹ một á là mẹ chạy qua mẹ phụ. Dạ. Hai á là có cái gì cần cứ điện cho mẹ liền. Dạ con biết rồi. Nha. Dạ. Ừ mẹ về đó. Dạ. Mẹ để con đưa mẹ. Thôi được rồi, để mẹ tự ra đóng cửa được. Dạ mà. Dạ mẹ về nghe mẹ. Ui. Con tưởng là mẹ không biết gì sao ba lần. Nhưng miễn là con cảm thấy vui là mẹ cũng vui rồi. Ba hay quá à. Ba đóng kịch cả buổi trời luôn mà bà nội không biết gì hết đó. Ba giống như diễn viên vậy đó. Sao hồi đó ba không đi làm diễn viên, chắc nổi tiếng lắm á. Thôi, hai đứa làm phụ ba nhanh lên, không kịp giờ nữa rồi kìa, nhanh lên. Dạ. Dạ. Ốc Phụng,
Cái này em để lên bàn thờ nè. Lúa, bỏ dạ. Cái này xuống đây. Rồi lấy thêm mấy đôi đũa cho chị nha. Dạ. Tư Quy, mang lên đây. Dạ, anh, phụ với chị. Em xuống hỏi mẹ, nhang đèn để ở đâu? Dạ. Út Phụng, đi theo chị phụ chị nè. Sao? Không gọi được hả? Bộ vợ chồng có chuyện gì sao? Có gì đâu anh. Chắc là cô đang chạy xe cho nên không nghe máy được. Anh cũng biết vợ em tính khác thường rồi, nên lúc nào cũng bất ngờ về giờ chót hết á. Ừ, nếu mày hiểu được nó vậy thì tốt, chứ mất công vợ chồng bất hòa để mày buồn. Dạ, em biết mà. À, em nghe mẹ nói là anh đang thất nghiệp hả? À, ừ, thầy... Thật ra em không muốn phê bình ai, nhưng tính chị ba em hiểu mà. Anh cố gắng nha. Không, chị ba mày giờ thay đổi nhiều rồi. Tuy là có hơi cằn nhằn một chút, nhưng mà cổ giỏi đảm đang. Với lại hai đứa nhỏ giờ cũng ngoan lắm. Thank you.